Mỗi ngày một câu chuyện. Câu chuyện bó hoa tặng bà. Bà ngoại của voi con bị bệnh, phải vào bệnh viện để nằm. Đi học về, voi con xin phép mẹ vào bệnh viện để thăm bà. Trên đường đi, voi con thấy bác dê đang vác trên vai một cái bao gạo nặng, lạch bạch đi từng bước một. Voi con vội chạy tới và nói với bác: "Bác dê ơi, để cháu giúp bác." Thế là chú voi dùng vòi của mình nhấc bao gạo lên một cách nhẹ nhàng và đưa về tận nhà của bác dê. Khi voi con đi qua một vườn hoa, chú nhìn thấy cún con đang tưới hoa. Cún con chạy đến bên giếng để mà múc nước. Do bất cẩn nên cún con làm rơi cái gầu xuống giếng. Cún con ngẩn ngơ nhìn theo cái gầu, chưa nghĩ ra cách gì để mà lấy cái gầu lên. Voi con thấy vậy, chạy đến và nói: "Không việc gì, để tới giúp cho." Voi con thò cái vòi dài của mình xuống để mà vớt cái gầu lên, lại còn múc đầy một gầu nước nữa. Cún con rối rít cảm ơn và chạy đi hái một bó hoa tươi để tặng cho voi con. Voi con mang bó hoa đến bệnh viện. Vừa trông thấy bà, chú đã reo lên: "Bà ơi, bà xem cháu đem đến cho bà cái gì đây này?" Voi con dâng bó hoa lên trước mặt của bà và nói: "Cháu tặng bà, cháu chúc bà chóng khỏe lại." Bà ngoại cảm ơn voi con và bà nói: "Hoa đẹp lắm, cháu hái ở đâu vậy?" Voi con kể cho bà ngoại nghe là mình có bó hoa như thế nào. Nghe xong, bà ngoại ôm voi con vào lòng và khen voi con: "Cháu của bà giỏi lắm, biết giúp đỡ người khác nữa. Đây là bó hoa đẹp nhất mà bà được tặng đấy." Thế các bạn có biết là tại sao bó hoa của voi con lại là bó hoa đẹp nhất không? Vì bạn voi con thật tốt bụng, đáng yêu khi biết giúp đỡ mọi người, các bạn nhỉ?